công bảo anh, công bảo anh, diễn viên của đoàn, đón diễn viên của đoàn. Ôi, chuyện gì đấy? Tông ngôn cái thằng công bảo em, mới ngủ nha. Mẹ, tông ngôn tranh thủ chợp mắt được một tí tỉnh táo hẳn lên. Mà này, tao ngủ tới đoạn nào nhỉ? Mày quên à? Ôi, đổ mới đoạn cua không vấn đề gì nhỉ? Tai nhỉ? Các bác ơi, thằng cóc bầu nó vừa lái xe, nó vừa ngủ. Thế có chịu không? Ôi, nguy hiểm quá. Rồi tai ngay. Thôi tỉnh rồi. Kinh khủng. Đừng ngay đi. Ô hai cái con bên Thảo này. Hôm qua ta đã dặn mày rồi là đi sự kiện event này ăn mặc cho nó đẹp vào. Ca trí gì mà ăn mặc như là cái con gì cấy. Quên à? Chú yên tâm, cháu thuê mấy bộ váy sexy, cháu cất hết ở vali đây rồi. Mà ta xem nào. Ui dồi, ta đã bảo rồi, làm mông mày nó tốt thì phải chuẩn bị mấy con giấy đi độn cho nó căng. Quên à? Cháu để hết phụ kiện ở trong đấy hết rồi. Mày lại rú đáu rồi. Tối hôm qua lúc tao đăng cái ảnh tao lên Facebook, mày chả khen đẹp trai, xong tao comment là từ bây giờ thỏa thuận là không có tú táo gì hết, chỉ anh em thôi. Quên à? Thế nhưng mà đang gọi chú quen rồi, gọi anh nó không thuận mồm. Thì bây giờ mày cứ gọi anh nhiệt tình đi, nó khắc bon, nó khắc tơn tu hết. Thôi nên xe đi cháu, mau lên em yêu. Lên lên. Đây này, lên đi, lên đi, lên đi, ngồi về VIP luôn nha. Ôi ơi, cóc bảo ơi, cóc bảo ơi, còn tao quên à. Ê, cóc, còn mày, đấy? Ngao, chưa lên xe à? Nhanh lên. Tông ngôn cái thằng cóc bảo này. Mày quên à? Thì tao cũng tưởng mày lên với em yêu rồi. Này con Thảo. Dạ. Thế hôm nay mày được thủ vai gì đấy? Cháu được vai ở vai ca sĩ cô ạ. Thế à? Ôi trời ơi, sướng nhé. Thằng cu nhà ai mà ngủ ngoan này nhỉ? Ôi dồi ôi, ngoan, ngoan, ủa cô yêu thế. Lại đây cô bé ngủ nào. Cái gì đấy? Ôi đấy. Hóa ra là lợn à. Yêu sợ cho em ngồi một cái lợn như thế này. Yêu kinh thế. Ôi giời ơi, thế sao bảo nó đưa chúng tôi đi dự sự kiện, thế mà tại sao lại để cho chúng tôi ngồi chung với lợn như thế này? Ôi trời ơi. Các bác cứ bình tĩnh. Tuy nó là lợn nhưng nó không phải là lợn. Đây là cậu David Heo. Các bác có cái cơ hội ngồi với cậu David Heo, nó là một vinh dự, một hân hạnh lớn trong cuộc đời. Vinh dự cái gì? Thì nó vẫn là lợn chứ là cái gì? Đấy bác em nó bảo rồi, đây là cậu ta biết theo. Bác cứ bảo nó lợn là thế nào? Đấy bác không thấy à? Đây này, cậu ăn mặc thành nhiệm, nước hoa thấm nừng như này. Mà em nói thật các bác nhá, tiếng trống này ấy, nó khôn hơn tó nhiều. Riêng cái món này mà làm giả cày ấy, tó gọi bằng cụ luôn. Còn em yêu không thích ngồi với cậu ta biết theo, đến đây ngả vào lòng anh. Nhìn ông. Mọi người ơi, đúng cái con lợn này nó không phải là lợn thật. Thảo nào ngồi từ nãy giờ chả thấy hôi hám gì cả. Ngao đây. Này, cái anh David này thì bao tiền một cân hơi? Đắt này bác ạ. Cũng thấp thì tỷ mốt, tỷ hai ký hơi nhé. Cái gì? Tỷ mốt, tỷ hai một ký hơi. Phét. Cái gì? Phép thế nào? Em mà nói phép em là con chó luôn ấy. Hả? Bác không biết nha, đây là cái hàng đột biến. Con nữ tỷ phú ấy, nó dùng làm linh vật ở trong cái tiệc cưới. Bác không nghe cái câu là tí thỉu đần mão, thìn tị ngọ mùi, thân đậu tuất hợi. Thì đây, hợi chính là nó đấy. Nó là con giáp thứ 12, con chốt hạ, tái phọc, ù đen đấy còn gì nữa. Con lợn này hóa ra là con hợi chốt hạ đấy bảo. Rồi chốt hạ cái bảo của lên. Rời ạ. Thế mà sáng chú chả nói với anh một câu. Đấy, cái con nái nhà anh đang động đực. Biết thế anh dòng ra để chú phối cho nó một phát thì có phải là khét bù. Này, thế cái con nái nhà bác nó có sinh không? Nếu mà nó sinh nhá,
bác đút lót là ngao chục trứng gà. Thế là nó phối cho một phát có mà khét liệt đấy. Tông môn cái thằng cóc vào của ông ấy, tát cho mấy cái mới là mày bảo thế hóa là ông là con nợ. Mẹ con cười. Tông ngồi nó ngạo ơi. Em bị chân dài chưa? Chân dài thừa thượt, chân dài đến nách luôn. Các cụ ngày xưa bảo là đàn bà phụ nữ là chân dài người ta gọi là trường túc bất chi lao. Vua Mao bình chí tử. Nhưng mà này, tao thấy bình thường. Chân làm sao mà dài bằng em Thảo đi được. Ôi trời, em Thảo đấy chân cũng dài nhưng mà so với cái em kia chưa thua gì. Túc em kia dài thế cơ mà. Ủa tông môn nó ngạo ơi. Hình như con đứa nào nó muốn nhảy cầu kìa. Ủa chết rồi. Ủa chết rồi. Chết rồi. Có phải không? Ủa, chết rồi. Cóc vào ơi. Ủa chết rồi. Ủa chết rồi. Ủa chết rồi. Tôi là chỉ biết nặng chứ không biết bơi. Khóc vào. Hả? Mày nhảy xuống cứu tâm dài của mày đi nhanh. Ủa mày bị thần kinh à? Ôi dồi ôi. Ừ. Bây giờ tao không biết bơi, tao nhảy xuống đấy nên bây giờ chết cả đôi à? Bác đèo đi này. Cái gì? Bác bơi lặn giỏi, bác xuống bác ngộ người ta đi. Trời, vừa mới bị ngã nước xong đấy. Bây giờ xuống nước để mà chết à? Ôi dồi ôi. Ôi ôi, người ta đang còn sống cái kia. Ai xuống cứu tôi cho một tí. Ôi dồi, một tí à? Một tí nó xuống luôn. Thằng Khóc vào, mày tuổi gì? Mày một tí. Này, ông ơi, ông tổng lấy một tỷ của nó. Một tỷ thế hả? Bỏ ra, bỏ ra. Để tao cho, để tao. Đi vào đây. Bỏ ra. Ôi trời ơi. Nhanh lên anh ơi. Cẩn thận nhá. Úi trời ơi. Này, gần một tỷ khét mù thế mà nó không nói trước. Ôi trời ơi, cứu được người ta rồi. Cứu được rồi. Ôi trời ơi, còn trẻ còn đẹp như thế này mà đại tột quá à. Em ơi là em ơi. Ôi em ơi là em ơi. Em đang trẻ đẹp thế này, tại sao đại đột để có ngày hôm nay. Ôi em ơi là em ơi. À nằm đây nghỉ ngơi nhá, mẹ mua mất cả thời gian của người ta, tự nhiên mất cả đôi giày của người ta đấy nhá, mệt không chịu được. Ôi trời, tình hình như nào ngao ơi, còn sống không? Hỏi mãi không thấy trả lời, chắc là uống no nước rồi. Mà thằng Cóc bảo mày hà hơi thổi ngạt cho người đẹp đi, không nó chết bây giờ. Nó mà chết là mày chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Hà hơi nhỉ? Hà hơi thổi ngạt kiểu gì? Thì mày dí cái mồm của mày vào cái mõm của nó ấy, xong mày thổi một phát nó phọt nước ra ra, ok. Nhanh để nó tết mình là chết cho mày đi tù ấy. Tống môn nhà mày mồm miệng tao này lấy đâu ra hơi mà thổi. Mà đúng rồi, mồm mày nọt khe kinh quá, không có chỗ nào kín cả. Thì bây giờ này mày hô hấp nhân tạo đi. Nhanh để nó chết bây giờ là mày đi tù ấy. Nhanh hô hấp nhân tạo. Ừ. Ô, này, nhưng mà tao có phải bác sĩ đâu mà biết hô hấp nhân tạo. Mày nói thế nhỉ. Mày chỉ cần lấy hai bàn tay của mày. Xong mày đặt lên ngực nó. Mày ép khi nào mà nước nó phọt ra là ok. Nhanh cũng chết bây giờ. Chết là mày chịu trách nhiệm cho pháp luật ấy. Nhanh. Nó chết là mày đi tù ấy. Tông mồm mày ngao ơi. Thế tự dưng lấy tay đặt vào ngực nó. Nó tát cho bỏ mẹ ấy. Sao mày nốt thế thì nó đang ngất nằm thẳng. Nó không biết cái gì đâu. Mà mày cứu người chứ có mày hiếp đâm đâu mà mày sợ. Làm đi nhanh nó chết bên đó. Giúp nó. Nhanh lên. Không mày đi tù ấy. Nhanh lên. Ôi giỏi rồi. Tông môn mày. Tông môn mày.
Mày mà người giả bắt bố mày. Thế ôi còn sống hả anh? Sống đâu mà sống. Ôi giời ơi. Ồ, hóa ra man được canh à? Ôi làng nước ơi, ôi làng nước ơi, ôi trời ơi. Tôi chết rồi, khổ thân cô gái bé bỏng của tôi. Úi giời, sao cái con vợ tôi nó lại ác thế này cơ chứ lị. Nào, thôi, đi về. Này, anh hả? À, định mang 1 tỷ của tôi đi đâu? Úi giời, khổ quá, 1 tỷ nào. 1 tỷ này? Tôi làm nghề đông y gia truyền, vật lý trị liệu xoa bóp bấm huyệt, cho nên là tôi mua cái em mana canh này về để tôi tập xoa bóp với bấm huyệt. Ôi giời ơi, má này là con ma lơ canh. Ui giời. Đấy, bác Tèo, bác thấy không, cái con vợ em rất là khốn nạn. Nó thấy em hàng ngày là cứ tập xoa bóp bóp bấm bấm huyệt cho em bé này mà không bấm cho nó, thế là nó ghen, nó mang con bé đi nó thủ tiêu chết hồng rồi. Ôi giời ơi, vợ chú dâm ghen cả với con người giả này á? Không những ghen mà nó còn ghen ác đấy chứ đi. Chứng tỏ thế này khẳng định một điều là vợ chú dâm là hết vị rồi nha, cho nên chú mới phải khét mù với con canh này đúng không? Bác chỉ được cái đọc vị đúng thế, cho nên là bác thấy đây này, đây, con vợ em nó ác lắm này. Úi giời ơi, đây này, úi giời ơi, đây này, nó đánh con bé tết hết cả mông đây này, còn gì nữa. Úi giời, giời. Ai bảo chú này yêu con vợ giả hơn cả vợ thật, cho nên nó khét mù đây là phải. Này, chỉ tại cái ông dâm mình mà thằng Ngao mất bố 1 tỷ đấy. À này, nó nói lên 1 tỷ mới nhớ ra. Này cái con mẹ 1 tỷ nó vừa đứng ở đây đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó chỉ lượn từ lâu rồi. Ôi trời ơi, sao mày không giữ nó lại, dù cổ nó tại đây? Mày bị thần kinh à? Tông môn mày trông có như con xã hội đen ấy, tao hô cổ nó rút súng nó bắn nó bỏ vậy. Cay này, đúng là xã hội không biết thế nào mà nần. Bây giờ ra đường nhá, 1 mét này có ông bà chém đó phần phật. Ôi, mà nó chém gì kinh thật ý, chém rất tài luôn. Thì mình đang đứng ở trên cầu ra mình chém này rơi mó xuống trên sông chứ mình đòi. Tông môn nhà mày than mày thân chứ làm sao. Ừ. 1 tỷ tao với ông Tèo phi xuống thì nó lại không cho. Thôi rồi, thôi đi lên đường không muộn, đi không muộn. Mà còn mất mẹ cả đôi giày mình đau đi. Úi rồi, nào thôi đi về. Ôi, tổng môn thằng cậu bẩu này, bọn tao có nhu cầu nhảy tango đâu mà mày cứ tồm tồm như thế. Tổng môn mày xe nó nhảy với tao cũng nhảy đâu. Ôi trời, sáng ra nhồi được con mì tôm nó là tuột mẹ đấy chứ còn gì nữa. Ôi đâu ba còn cơm mì tôm rồi mà để mà nôn, em chỉ có nước thôi. Này hả? Hay là mày tác vào ở đâu đấy chứ không là cái đàn nghệ sĩ tài năng này nó cứ huệ một lúc nữa thì chết hết. Dừng lên tao được, bây giờ dừng mày xuống mà ẩn xe nhá, sắp đến cây xăng đây rồi. Huệ hết cả một lượt này có mặt đầy mắt thế đi mẹ một ấy. Này mọi người cứ chịu khó nhá, chịu khó một tí đây. Mà cái mụ này gồ qua thì đã mệt rồi, nó cứ ném dừa vào lưng người ta đấy. Ôi trời ơi, mà cẩn thận nôn hết mọi người đi ra. Lộn hết cả rồi. Ôi bố Công ơi, là bố Công ơi, bố Ngao ơi, là bố Ngao ơi. Tịt mẹ nó nữa đẻ người ta rồi. Bên thế này thì đi xe máy cho nó xong. Ôi bây giờ tôi điều hòa thì không có. Ôi đã thế rồi, lúc nó phóng như là chó tuột xích ấy. Lúc thì nó đi lở đà như chuột bầy gói, không khác gì rùa bò. Đã thế tình trạng nó cứ rổ lên cái chuyện là gà nhảy hổ ấy. Mọi người thông cảm, cái tạm thăng bên tên kia ấy, người ta chỉ bán cho 200.000 thôi,
mà tông muôn cái thằng cóc bẩu ấy đã bảo là đều ra để cho nó tiết kiệm xăng, đằng này nó trồm lên như con thú hoang như hết là phải. Này, ú tí gì ấy? Tông môn thằng nào mày vừa sủa cái gì ở mồm ra hả? Từ bây giờ mày đi mà lái xe nhá. Bây giờ đến chặn xăng nôn tiền cho mua xăng thì còn đứng làm nhảm cái gì? Mày gì? Mày bỏ ai lồng như, như con thú hoang. Thì đúng thế còn đi. Đến đây cái xe nó lồng như tao lồng à? Bơ bả. Mày mà cái ông bà này nôn về hết lên xe còn gì đâu mà nôn. Các bác ơi, trạm dừng nghỉ Thủy An ấy có khu vệ sinh ấy, các bác có thể vào đấy rửa ráy chân tay cho tỉnh táo. Còn bác nào mà đói có thể vào ăn phở, ở đây có phở Hà Nội rất là ngon ạ. Đấy đấy, này mọi người, người ta đã có lời mời này, lên trạm dừng nghỉ Thủy An ăn phở. Lên đi, lên đi ăn xong tôi đổ thăng cho ra tôi đón. Được ăn phở vào không? Ừ. Đây, cơm đồ đến cả rồi ăn bù đi. Chờ đợi gì đi ăn đi. Đi. Anh gì ơi, dạ. Vẫn biết là bây giờ xăng đang khan hiếm, thì thôi anh năng động cho cái đoàn của chúng tôi đổ 1 triệu. Trước xăng dầu kiểu gì mà 10 trạm thì đến 7 trạm đóng, có 3 trạm mở. Thế đi, thử dụng kiểu gì. Mà đã thế nhá, người ta chỉ đổ cho đúng 200 nghìn thôi. Chạy được một đoạn lại mới đổ, một đoạn lại mới đổ. Đấy. Dạ, các trạm xăng dầu khác thì cháu không biết, chứ trạm xăng dầu Bình Dương bọn cháu thì đổ thoải mái ạ. Ủa thế à? Bọn cháu sẵn sàng bù lỗ, vẫn đổ cho khách hàng 24/24 luôn. Đấy. Ôi trời đấy, mày thấy chưa? Cây xăng dầu Bình Dương đâu chiều Quảng Ninh người ta làm ăn đàng hoàng vô tư thế cơ mà. Đấy. Đúng không? Tôi bây giờ từ nay trở đi, tôi cứ cây xăng dầu Bình Dương tôi đổ thôi. Đấy. Hôm nọ này chỉ vì có 200 tiền xăng chứt nó nhau ấy. Này, như thế thì bây giờ này. Anh đã nói thế mày đổ hẳn luôn 2 triệu đi cho xong kênh. Giá thế thì tôi hẳn 3 triệu cho nó máu. Dạ. Anh Long ơi, anh đổ đầy bình cho hai bác nhá. Vâng. Ôi giời, thế anh cảm ơn bác quá. Đấy nhá, bác chứng kiến nhá. Rồi cảm ơn anh nhá. Vâng. Bác chạy xăng hay chạy dầu? Chạy xăng, chạy xăng. À chạy xăng thì mời bác đi lên cây cột này thế này. Ô thế bỏ mẹ ăn rồi. Thế đi bây giờ xe ăn hết xăng thì chết bà mày đi. Anh ủ em phát. Vâng. Ủ luôn. Ổn nhá. Vâng. À, ổn đi. Ôi. Anh ơi, bàn 5 thêm 3 bát tái ngầu ạ. Ừ, cái bàn 6 người ta gọi thêm 1 bát nữa đấy. Cho vào đây người ta đi. Cháu ơi! Dạ! Chú gọi thêm mà tô nữa mà sao lâu thế? Dạ vâng ạ! Dạ, cháu mời chú ạ! Chú cháu xin! Ôi dồi! Khiếp! Vào tuổi này rồi mà ông vẫn ăn được một lúc 2 tô phở cơ à? Ôi dồi! Nhưng mà phải công nhận, phở của trạm dừng nghỉ 48 Thủy An Đông Triều Quảng Ninh này ngon thật sự! Dạ, tôi cũng thấy ngon! Ngon thì gọi thêm bát nữa mà ăn. Bộ tô trả tiền thì mình phải bỏ tiền túi đâu mà lo. Đúng rồi đấy. Ai ăn thêm được cứ ăn đi. Tôi đánh vèo hết một bát rồi, tỉnh hết cả người. Công nhận trạm dừng nghỉ Thủy An này sang trọng nhờ. Eo ôi, cái toilet à cứ trắng toát, thơm phức phương phực ý. Đây này, ông chồng nhà tôi hôm qua đi đánh tổ tôm cả đêm à. Vừa lấy vào nhà vệ sinh thấy sạch sẽ, sang xịn mịn, ngủ luôn. Ô thế à? Tôi mà không vào lôi ra thì bây giờ vẫn còn đang khò khò trong ý. Ôi trời. Này, ông mải bộ duyệt thế nhỉ? Ăn xong rồi để cho người ta ăn. Nhà vệ sinh thì vẫn là cái nhà vệ sinh. Đang ăn uống lôi nhà vệ sinh ăn mất cả ngon. Thì thôi, ông ăn đi. Chú Tèo, tiêu chuẩn anh em mình mỗi người được 2 tô đúng không? Tiêu chuẩn với tiêu chỉ cái gì? Ăn được ngủ được là tiên. Tích cái gan nó bảo bầu trù tất cả tiền cơ mà. Lo cái gì nữa? À, cháu ơi, dạ. cho chú ấy thêm một bát ít bánh nhiều thịt nhưng mà nhiều mì chính cho chú dễ nuốt nhá. Vâng ạ. À, còn chú cũng một bát ít bánh nhiều thịt nhưng mà riêng mì chính hạn chế có hại cho sức khỏe. Dương Nguyên này nhiều hành trần. Khiếp, một mình ông
3 năm tù. Bao lâu thì làm sao? Như là bây giờ là còn 3 cái bàn ở trên kia là chị thấy là chưa có hoa đâu. Thế thì hiện tại là xem nào. Đây đúng có 3 cái lẵng này thì chắc là các em mang lên giúp chị. Khoan ơi. Các em bê lên cho chị nhá. Có bảo. Mày cứ bảo ăn tháng nhé. Tao vào tao gặp con Khoan thì tao đúng con Khoan thì tao rồi. Bố. Khoan ơi. Bây giờ bố ạ. Trong ngôn là chị nhá. Từ xa bố là linh cảm, đúng là con gái bố. Thế đến gần hóa đúng là con Khoan nhà tao. Đồng ngôn là chị. Thế bây giờ con làm ở cái trung tâm này à? Con làm ở đây mà. Đợt trước con chả bảo với bố rồi còn gì. Đúng rồi. Trước mày bảo bố là mày xin vào gọi là tạm dừng nghỉ Thủy An. Đấy, bố trung tâm tiệc cưới Thủy An. Bây giờ bố mới nhớ ra. Mà bây giờ bố lại chạy xe khách tuyến này ạ? Mà hình như con thấy dạo này có tình yêu rồi đúng không? Ăn mặc màu mè hoa hề hoa sói lắm. Tông môn là chị tình yêu tình báo gì? Bố là bố bỏ cái nghề chạy xe khách rồi. Vất vả lắm con ạ. Bây giờ chuyển sang một cái nghề cao quý, cao trang. Gấp mạng lần cái nghề cũ cơ. Thì mới phải ăn mặc hoa hề hoa sói. Đấy, màu mè. Đứng trước đám đông mình phải nổi bật ấy, đúng không? Ôi, cái nghề gì mà xịn sò thế hả bố? Bố làm nghề bầu trô sự kiện đám cưới cho những đại gia tiền tỷ, đấy, cho những tỷ phú. Mà con vào trung tâm tiệc cưới này thì con làm cái mảng gì? Rửa bát hay quét nhà? Bố có đùa con ý. Con bây giờ phụ trách mảng tổ chức sự kiện ở trung tâm tiệc cưới Thủy An này đấy bố ạ. Úi dồi, thế mày là đồng nghiệp của bố rồi đấy. Vâng. Ai tà tà con gái bố hoành tráng đấy, mày oách đấy. Con bố mà lại. Này, cái trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Thủy An ấy hoành tráng nguy nga. Vâng. Nhưng bây giờ bố muốn mục thẩm thị thì mày phải dắt bố vào bên trong để bố xem trộm xem như thế nào. Biết đâu được thì bố sẽ tổ chức ngay một cái tiệc cưới cho một vị tỷ phú ở cái trung tâm này. Ấy. Con làm việc ở đây mà. Bây giờ con dẫn bố đi xem đàng hoàng, không phải gì phải xem trộm cả. Đi. Đây này. Ấy. Mọi người ơi, Boss Tina Xuân về rồi, chuẩn bị make up xinh đẹp cho Boss. Để Boss sang nhà trai, nhanh lên nào. Dạ, em chào Boss ạ. Chị đã nói với em rồi, việc này rất là quan trọng. Sao mọi người chậm chạp thế kia hả? Họ hàng nhà chị đâu cả rồi? Dạ, Boss yên tâm, chú Nga bảo chắc tầm một tiếng nữa là chở mọi người đến đây ạ. Thôi được rồi, nhưng mà em nhớ cho họ học thật kỹ kịch bản vào. Chuyện này rất là hệ trọng, lỡ ngỡ một phát là mất 17 tỷ như chơi đấy. Dạ, Boss yên tâm, chú Nga bảo đã phân vai về thứ bậc đâu ra đấy hết rồi ạ. Hôm tới nhà trai đến, trên mỗi bàn em sẽ đặt một lồng chim khuyên, chị thấy được không ạ? Thôi được rồi, make up. Dạ. Ơ kìa, cái gì kìa? Làm ăn như thế này à? Ôi, làm ăn cái kiểu này à? Không được, trời ơi. Sao trong tiệm của chị lại có cái thứ này? Bẩn thế này mà cũng để đấy được à? Cái bàn này nó bình dân quá. Đổi ngay, thay ngay cho chị những cái bàn đẳng cấp, sang trọng, quý tộc nhất. Biết ngay mà. Em đã bảo lão Ngao là ngay từ đầu thuê bộ bàn ghế này là không được rồi. Lão còn bảo phủ khăn lên là đẹp ngay. Thay, thay hết. Dạ vâng ạ. Ái tà tà, ái tà tà. Này, cái trung tâm sự kiện tiệc cưới Thủy An quá là hoành tráng, quá là nguy nga. Này, ui thật đúng rồi, chứa được 1.600 khách như này đúng đạt tiêu chuẩn tiệc cưới của các đại gia tỷ phú ấy con ạ. Bố ơi, trung tâm tiệc cưới Thủy An có tiêu chuẩn 5 sao, lớn nhất thị xã Đông Triều Quảng Ninh đấy bố ạ. Về khâu tổ chức thì bố không phải lo, ở đây là chuyên nghiệp nhất rồi. Vẫn phải lo con ạ, bởi vì là cái chị đại gia tỷ phú mà bố đang làm cái dự án ấy khó tính lắm. Bây giờ người ta bỏ ra tiền tỷ thì không phải chuyện đùa đâu con ạ. Bố không phải lo, bọn con sẽ lên chương trình cụ thể. Đám cưới 1 tỷ chứ 10 tỷ thì bọn con cũng lo được. Con sẽ cho chị ý thật nhiều option để chị ý có thể lựa chọn từ phần tiệc cho đến phần lễ. Bố cứ yên tâm nhá. Mày nói thì bố yên tâm phần nào.
thế nào, bảo giới thiệu cái thằng người yêu thì lôi nó ra đây để bố xem nó mồm ngang mũi dọc thế nào. Chưa chi nó thồn thồn đòi đi đến hôn nhân. Ơ, anh Sản ơi, vào đây chào bố em, để bố em còn đi có việc đấy. Dạ, cháu chào bác ạ. Thì ra là bác à? Không dám, chào anh. Thì ra lại là anh à? Này, tôi hỏi anh đây, anh tìm hiểu con Thoan là tôi lâu chưa? Mà bây giờ thồn thồn đòi đi đến hôn hít. À, hôn nhân hả? Dạ, thưa bác à, cháu và Son tìm hiểu nhau được 3 tháng rồi ạ. À, cháu thấy là cháu và Son rất hợp nhau ạ. Anh vừa nói là thấy con Thoan cái gì? Dạ, cháu thấy cháu và Son rất hợp nhau ạ. Sao anh khôn chứ? Con Thoan là tôi, nó vừa xinh, ngon ngoan, giỏi. 1.000 thằng đến tán thì đến 1.001 thằng nó bảo hợp. Bố, sao bố lại nói thế? Ghê múa hả? Tôi nói nó thì tôi nói chị à? Mà nó là bố chị mà chị phải bênh nó. Này nhá, tôi nói cho chị biết nha. Chỉ cho cái mặt thằng này nó tìm chứ cấm được tôi nó hiểu. Nghe chưa? Bởi vì đàn ông của tôi hiểu hết. Khi mà nó đến tìm thì nó còn chăn còn đón. Nhưng nó hiểu rồi nó bùng thô nhá. Tôi đố chị tìm được nó đấy. Có mặt tìm bằng mắt. Bố nói thế anh ấy sợ đấy. Sợ khẽ múa nó. Hả? Tìm được gì mày bênh nó. Tôi nói chị Thoan biết nhá. Riêng cái mặt thằng này nhá, về hình thức ấy, thì tôi tê nó đúng một điểm ấy. Chị biết điểm gì không? Điểm gì thế ạ? Là tôi ghét ngay ghét đắng những cái thằng nào đẹp trai. Ừ. Đấy. Còn về tư cách, nó phải xem xét. Nó có nòi than. Được cái gì nữa đâu. Năng năng nó đánh bỏ mẹ ấy. Vừa yêu được 3 tháng rồi đi đến hôn nhân. Tình yêu chim chuột. Bực nhất cả mình. Đám bắt tay của cậu Lộc Bùm sẽ mới sáu quần đến sạch xe rửa. Cô bán tôm hùm chứ có phải bán dứa đâu. Nó ta tưởng xứ dứa làm miếng. À, không phải. Ý em hỏi là sao bác sạch sẽ thế? Úi dồi ôi, mẹ bố tông môn như cái thằng chủ xe nó bẩn tính lắm. Tôi mà chỉ để xe bẩn một tí thôi, bụi bám vào kính thôi, nó kêu ôm. Thế xong mời bác vào trong phòng nội bộ ngồi uống nước. Đấy, mẹ tông môn bố nói chứ tôi làm tài xế nó, mà nó không phát cho tôi đồng nào để uống nước. Khát nước khô cổ mà đang không có tiền này. Tài xế vào phòng nội bộ thì sẽ được phục vụ nước và đồ ăn miễn phí không mất tiền bác ạ. Ôi, tức là riêng cánh tài xế là được phục vụ ăn uống không mất tiền? Vâng. Ôi thế cái phòng nội bộ nó chỗ nào không nhỉ? Dạ phòng nội bộ ở phía trong kia ạ. À thế à? Vâng. Ôi tôi phải vào tôi làm cái cà phê luôn. Cảm ơn nhá. Tình hình gần Tết rồi, hàng họ trong kho đến đâu rồi em? Đặc biệt là cái đặc sản Ba Miền ấy. Dạ báo cáo chị, về đặc sản Ba Miền thì có bánh pía sầu riêng và kẹo dừa Bến Tre là đặc sản của miền Nam. Ừ. Hiện tại chúng em đã cho nhập thêm 100 thùng về kho. Ừ. Còn về đặc sản của miền Trung thì có cu đơ, thì hàng hiện tại trên kệ và chúng em đã gọi thêm 200 thùng nữa. Ngày mai hàng sẽ về đến kho. Ừ. Còn về đặc sản là thạch rau câu Long Hải thì hiện tại hàng trên kệ và trong kho đã đủ để phục vụ bà con trong dịp Tết này chị ạ. Ừ, thế thì tốt rồi. Vậy thì em xem nếu còn thiếu cái gì báo cáo chị sớm để còn bổ sung nhé. Dạ vâng ạ. Ừ, cảm ơn em. Em chào chị ạ. Ừ, chào em. Đây rồi. Mụ tiền tỷ đây rồi. Trốn à, trốn làm sao được. Ô thế bác ạ. Ừ, còn tôi chứ còn ai nữa. Tôi đi lùng thục mụ 4 tháng nhờ. Để xem mụ có ở những cái nhà tiền tỷ hay không. Hóa ra ở đây. Này, thế tiền tỷ của tôi đâu? Ừ. Bác thông cảm. Lúc đấy em tưởng người thật. Ừ. Thế em chả thấy ai cứu người ta cả. Thế em phải tung tiền ra để tạo động lực cho anh em. Xem có ai biết bơi không. Hóa ra các anh ai cũng biết bơi cả nhỉ. Mụ đùa rất dai. Mà đùa cực kỳ ác. Nhưng mà tôi hỏi thật này. Nếu như mà người thật thì mụ có trả tiền tỷ không? Em thưởng nóng ngay 1 tỷ. Thế à? Vâng, thử ngay. Vâng. Thôi này, không phải người thật thì cũng cho anh em đôi triệu để thuốc nước chè táo. Vâng, gì thế đơn giản, em gửi bác luôn. Nó thật vất vả lắm, nhảy xuống cái cầu nó cao thế. Vâng, em gửi bác luôn, có gì đâu đơn giản mà. Này, làm thật thế à? Vâng, ôi, em đùa. Gửi bác cái gì đâu mà. Đùa đấy, ai làm thế? Vâng, làm việc tốt ai lấy tiền. Cô mà mất hết cái thể diện. Ok nhé. Em cảm ơn bác. Bác thông cảm nhé. Vâng. Bây giờ chị ạ. Ôn Thoan. Bố em ạ. À. Bố. Ừ.
bố vẫn giận con đấy à? Giận dỗi cái gì, bố vui rồi. Vừa gặp được người quen, bố giới thiệu với con. Đây là vợ bé của bố, nhìn xinh không? Quá đẹp luôn. Mẹ mày tuổi gì? Mẹ mày làm sao xinh bằng? Mẹ mày gọi cô bằng cụ. Bố cứ đùa. Đi. Đây là chị Huệ, giám đốc chuỗi hệ thống siêu thị Thủy An. Sếp của con đấy bố à. Ôi em chào bác. Ôi trời, thì hóa ra vẫn là người quen à? Úi trời, mày chết chít nữa, cầm 2 triệu thì có mà mặt mò. mà mày biết tính bố rồi, hay đùa mà. Mày quên à, đúng không? À, dạ. Con có nhìn thấy cái chú tợ lý kiêm thư ký lái xe riêng của bố ngồi đâu? Là chú nào hả bố? Chú cóc vẩu ấy. À, thế thì hình như là chú ấy đang ngồi cùng với mấy chú lái xe ở phòng nội bộ ấy bố ạ. À thế à? Dạ. Ừ thế thế. Ê, chào chị nhé. Vâng, bố đi tìm chú cóc đã. Vâng, vâng, bác ạ. Chị thông cảm, bố em vui tính thế đấy ạ. Không sao, vui mà, không sao. Ô, bác cóc. Ô, bác cóc bảo, bây giờ bác chạy chỗ này rồi à? À, làm thế à? Đâu, bây giờ anh có chạy khách chứ đâu? Ít khách hả anh? Đầu tuyến anh đầy khách ấy. Nhưng mà bây giờ thằng Ngao nó nâng cấp lên, nó đi chạy sự kiện. Thế thành thử ra là bây giờ anh đi lái riêng cho nó. Vâng ạ. Thế mày vẫn chạy khách tuyến này đấy à? Khách đông không? Không, em bây giờ nâng bằng lên lái công rồi anh ạ. Lái công rồi cơ? Vâng. Ôi trời, ngon quá gì đó. Xăng dầu đang lung bung cái này, không ăn đủ gì nữa. Vâng, này chết chủ. Ô, bác Ngao à? À, Nam Đầu à? Vâng. Tao nhé, tao nhé. Vâng. Ôi trời ơi, tổng mua cái thằng cóc vẩu thì tao đi tìm mày chút. Em chào anh ạ. À, anh chào em. Anh uống nước gì để em phục vụ ạ? Ôi trời, không cần em ạ. Anh cảm ơn. Cảm ơn. Sao mình ở đây? Này Ngao ơi, biết thế này, ngày xưa anh em mình cứ chạy ở cái quốc lộ 18 này, tuyến Hà Nội Móng Cái có phải sướng không? Đây mày biết không, đây là cái phòng tiếp đón của tài xế nhá. À, sang không, VIP không? Nhớ ở đây nhá, tức là đói thì có phở dâng tận mồm, mà khát thì có cà phê dâng tận miệng luôn. Đấy, mày thấy không, VIP không, sướng không? Tao biết hết cả rồi, con Thoan nhà tao nó làm sếp ở đây. Phét. Phép cái gì? Sao mày không tin à? Nó làm sếp gì ở đây? Nó làm trưởng phòng sự kiện, quay cho. Ôi giời, thế thì ngon quá. Ừ. Được công tác ở trong cái môi trường của Thủy An này thì còn gì bằng. Đúng rồi. Mày này. Hả? Tao lại vừa gặp cái con mụ tiền tỷ mới chết chứ. Ủa? À? Mày vừa gặp con mụ tiền tỷ à? Ừ. Thế sao không đòi tiền? Hả? À? Có rồi. Nó đưa cho tao 1 tỷ thôi. Nhưng mà tao không lấy. Ôi giời ơi, tổng một mày sao mày ngu thế này? Nó sẽ đưa 1 tỷ xong lấy. Nó đưa toàn tiền lẻ, toàn tiền 10.000 ấy. Tao sợ đếm đâu mất thời gian, thế mà tao thôi không lấy nữa. Ôi trời ơi, tông bột thủ vụ này. Thế mày đưa bố mày ra, bố mới đếm cho. Mày điên à? Ai lấy tiền của người ta? Đấy là sếp của con Xoan đấy. Sếp con Xoan á? Ừ. Sếp của con Xoan thì sếp của con Xoan chứ. Người ta đưa 1 tỷ, mình không lấy 1 tỷ thì ít nhất mà lấy 100 triệu. Làm việc tốt không nên lấy tiền, nó mất thể diện ra. Suy diện. Mày ăn này. Cái đám nghệ sĩ tài năng của tao đâu hết cả rồi. Mỗi ông bà đánh mấy bát phở to tổ bố xong rồi cánh bụng ra sen ngủ thôi. Ủa thế thì thôi đi. Ừ. Này. À. Nhớ mày là xăng đầy bình rồi nhá. Ừ. Tí bố bật điều hòa hay không, cái cánh nghệ sĩ tài năng mày nó cứ kêu loạn đến điếc tai lắm. Cứ vô tư thoải mái đi, không mình nghĩ. Nhá. Anh chào em nhá. Chào em nhá. Nam ơi. Nam nhá. Bọn anh đi trước đây. Đi đây. Đưa ơi, dựng xe đi, dựng vâng, xe. Vâng. À, Thủy ơi, cho ông treo nhờ cái này một tí nhá. Ờ. Treo cái biển đấy mà. Chào thằng à, Thủy. Nào nó đặn từ mấy hôm trước mà ông quên. Ờ. Thế sao cái tuyến này nó đông khách thế mà lại ngưng là thế nào hả ông bà? Ừ. Ông bà ngán ngẩm đi đâu mà ăn mặc diện thế. Nhìn cứ như là cô dâu với chú rể nhé hả? Chuyện. Gia đình nhà tao đi ăn cưới quê. Đấy. À mà này, tất cả cái tiền rượu của ông ở đây nhá, ghi hết lại, thằng Ngao nó chuyển khoản sau. Nhưng mà đi ăn cưới thuê là như nào hả ông bà? Tức là thế này, cứ phát cái mồm đi ăn, không phải mừng, lại đứng mang tiền về. Thế mới hay chứ lì. À Thủy ơi, thì trông vợ chồng tớ có diện lắm. Thằng Ngao nó đầu tư cho hai vợ chồng tớ đấy. Diện. Nhưng mà bây giờ lại có cả dịch vụ đi ăn cưới thuê nữa. Chứ sao?
Hay nhỉ? Nhưng mà sáng giờ chú Ngao với chú Cóc đi đâu nhỉ? Mà chả chạy xe gì cả, khách đến không có xe, người ta lại đi xe ôm hết cả rồi. Thằng Ngao nhà ông bây giờ nó lên đời rồi. Đấy. Bây giờ nó là bầu thô chuyên tổ chức các sự kiện đám cưới. Ngoại thôi. Ôi. Này, hôm nào nghỉ một buổi hàng, đi theo ông bà ăn cưới cùng, hay phết đấy. Đúng đấy Thủy ạ. Thế này nhá, Thủy xem tuần sau nhà Thủy có ai dỗi mồm ấy thì cho tôi thuê nhá. Trẻ già lớn bé đều đi được hết. Con trai thì com lê calavat, bà già thì mặc áo dài, còn trẻ thì mặc váy và phải đi guốc cao gót. Cứ đi ăn cỗ là được tiền hả ba? Thế nhưng mà mỗi mồm ấy chú Ngao chú giả cho bao nhiêu tiền? Mỗi một mồm là 300.000. Cái gì? 300 cái gì mà 300? Biết cái gì mà nói? Thằng Ngao nó bảo với em ấy, già trẻ lớn bé đều vác mồm đi ăn là được 300.000. Vớ vẩn. 300.000 là nó chưa tính thuế nhá. Bây giờ nó còn trừ đi 20% tiền thuế nữa, hiểu chưa? Mà mồm ấy cũng phải là mồm đẹp. Chứ mồm mà lại nhiều râu như ông là không ăn thua đâu. Hay nhỉ? Cứ đi ăn cỗ là về là có 240.000. Thật kể cũng ngon đấy chứ. Quá ngon. Trời ơi. Dạ em chào boss ạ. Công tác chuẩn bị hậu cần như thế nào rồi? Dạ boss yên tâm, công tác chuẩn bị đã đâu vào đấy hết rồi ạ. Phải nói chú Nhật Tinh Ngao là người rất hiểu chuyện ạ. Chỉ cần lên ý tưởng thôi là chú thực hiện được ngay ạ. Dạ em mời chị ạ. Đấy, nó phải như thế này chứ. Dạ. Cuộc sống của những người sang trọng, những người có tiền ý, là phải dùng những món đồ có giá trị như thế này. Dạ. Ai là người chọn mà tinh tế với quý tộc thế? Dạ chú Ngao ạ. Đây là bộ bàn ghế của Thành Phát 668 ạ. Dạ đây ạ, em mời chị xem ạ. Đại gia bây giờ toàn dùng cửa này, tường này, bàn ghế của nhà Thành Phát thôi đấy ạ. Tốt. Dạ. À, thế còn họ hàng và nhất là cái ông bố của chị, em thấy ok không? Dạ, em và chú Ngao đã thống nhất rồi ạ. Là bạn của chú ấy, vừa chịu khó hoạt bát lại còn nhanh nhẹn, mọi người thuộc vở hết rồi ạ. Dạ. Không được, chị vẫn phải vào test trực tiếp. Dạ vâng ạ, em mời chị ạ. Dạ. Thế họ đang ở đâu? Dạ mọi người đang đói, em vừa đặt cơm hộp cho họ ăn ở bên trong ạ. Dạ em mời chị ạ. Nào, hết đi 100% nữa. Dạ mà. Nào. 2, 3. Đời ơi, hôm nay lại say nữa rồi. 2, 3, rô. 2, 3, rô. 2, 3. Uống hết luôn. Anh Ngao. Công việc em giao cho anh thế nào rồi? Đã thị, đã ổn không? Em chào chị, báo cáo chị này. Công việc chị giao cho em cũng đã ổn rồi ạ. Mấy ngày vừa rồi là em lùng trục khắp tất cả hơn chục cái lâu đài đấy để lấy được cái mẫu sản phẩm, đó là bàn ghế của Thành Phát 668 mang về đây cho chị. Em nghiệm ra rồi, bây giờ tất cả những cái nhà mà đại gia tiền tỷ toàn dùng sản phẩm của Thành Phát 668 thôi. Ví dụ như là hàng rào này, cổng cửa này, đây đặc biệt là ghế nhá. Nhưng cái bộ này chị thấy không? Kê ở lâu đài của nhà mình, quá hợp lý luôn. Bàn ghế của Thành Phát ấy thì dạ, là quá sang trọng, dạ quá vâng, xịn, quá là đẳng cấp rồi. Dạ vâng. Nhưng mà nhân sự thì như thế nào? Anh nhân sự thì lại yên tâm chị ạ. Đây này, em giới thiệu luôn. Dạ vâng ạ. Xin nha. Này mọi người, buông bát đũa đã. Đừng ăn vội, để tôi giới thiệu đây. Xin giới thiệu với mọi người, đây là con Xuân. Em quên. Đây là chị Tina Xuân, diễn viên chính của chúng ta. Đấy, thế ông bà thuộc lời chưa? Tốt. Vỗ tay. Dạ, báo cáo chị. Còn thằng này hoạt ngôn thì em đề cử nó thủ vai làm ông Quang Tiến, bố chị, được không ạ? đứng lên. Chị đi đo Xuân cứ yên tâm. Nhất riêng tôi mà đóng ông Quang Tiến bố chị chỉ có chuẩn như lên thôi. Tao làm thử cho chị làm xem. Làm luôn đi. Bây giờ là bố chị. Em làm thử chứ, làm bố chị để cho chị xem này. Em nói các bác cái này. Đây, cái con Tina Xuân thì em hồi bé đó, con này rất láo, rất quấy lắm. Em bé nó suốt ngày nhưng mà rất mất dạy. Mất dạy đánh đà lắm. Đến bây giờ lớn không thế.
Ồ, nó bây giờ này, em thì bây giờ mẹ nó mất từ lâu rồi mà bây giờ em đi bước nữa, thế mà dân quạt đâu cho em đi lấy vợ nữa. Còn này mất dậy lắm, không cho bố lấy vợ đấy. Cái ông này vài chén rượu vào đã lộn lời. Thế còn lộn lời chỗ nào, lời quên lời chỗ nào? Chả thế à? Cô Hạ kia cô bảo là mình diễn cho bên họ nhặt trai thôi. Thế chứ ai chả biết ông là bố của cô Tina Xuân đây. Cái bà này chả biết cái gì cả, một cười thôi. Thì ai chả biết là diễn với họ nhà trai. Thế nhưng mà bây giờ họ nhà trai người ta không có ở đây thì chả phải diễn đến bọn lung tung đây à? Chả phải diễn đến lăng nhăng đây. Thế thì đang nói cứ nhảy mồm người ta bố em mà nói được. Bỏ nghe kiểu ai biết. Thôi nào, các bác trật tự đi để bót cháu cân nhắc đã. Bà bẩn ấy. Hơi nhờ. Hả? Dạ. Chị đã bảo bố chị là một người sang trọng, sao chọn một cái người mà vừa lùn vừa chi ca vâu lại cũng say xỉn nữa hả? Dạ. Chị ơi, theo em thế này nùn nó cũng sáng giá mà, nùn nó đứng thứ hai trong cái bộ tứ quý đấy, người ta nào nhất né nhìn nùn tam đô tứ độ mà. Không được. Thôi, nếu chị không thích thằng Chiến Vâu này thì em xin phép đề cử em làm bố của chị. Nó thật sự mới tin nhá, em có con gái thấp tuổi lấy chồng nó cũng chạc tuổi chị ấy, em nhiều kinh nghiệm, cho nên em làm bố chị là chuẩn ấy. Riêng cái tiểu ngược thằng này tuổi gì em mà đã uống nhá, đảm bảo nhà trai say sang nhà gái luôn. Mà em chém chó trồng mặt thế này thôi, nhưng mà chém chó kinh phết đấy. Thế bây giờ tóm lại thì bây giờ mày đóng là thằng Quang Tiến vậy. Ừ. Đóng là bố chị Xuân như vậy. Ừ. Thế thì trong môn thì mày bắt bố mày học rời với cả học diễn với cả học chém chó ấy á. Thử thể bốc cả mình nó như thế thì mày chấp nhận đi. Thế giờ tôi hỏi anh nhá. Dạ vâng. Nếu mà anh là bố của tôi đi. Dạ. Thì anh nói gì với bên thông gia? Riêng mày khỏi nói, chị không mình nghĩ luôn. Chuyện nhỏ thì ạ, riêng em làm bố chị nhá, em sẽ chém mấy bên thông gia như thế này. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa quan viên, hai họ, ba bò, bốn bê, ba bề, bốn bên. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình chúng tôi day day dứt dứt đứt từng khúc ruột, đưa cháu Xuân về nơi ăn nghỉ cuối cùng bên nhà trai. Đấy. Trong lúc là... vui vui phấn khởi, có điều gì sơ xuất xin được nhượng thứ. Cháu Xuân nhà tôi tuy có lớn mà không có khôn, vì vậy thì như thế nào nhỉ, cộng nhỉ, nên tao quên mất. Thóng nào bố ơi, đâu biết mày cứ anh đi, mày bảo đi, có gì đâu. Bây giờ tao đóng là đóng bố đó, giờ mày nhảy cái mày vào mày đóng bố đó thì mày kệ mày đi, việc của mày với tao bố nó đâu. Mày không phải cáu, bởi vì tất cả các vai này đều là đồng banh đồng hạng, tiền bằng nhau hết. Mấy cái gì mày đắn đo? Cái vai của mày là vai con túng, nó nhẹ. Còn vai tao luôn rất nhiều áp lực, thở không qua được, rất dở. Tức là vai nào cũng như nhau vậy? Đều nhau hết. Không hơn nhau được cái gì? À thế như này. Mày nói nó không đúng. Phải vào hỏi này. Tôi nói với các ông các bà mới họ là trai này. Tôi nói công bà phải lắng nghe, phải ghi nhớ rồi nhá. Con Tina Xuân là tôi này nhá, nó là cành vàng lá ngọc của tôi đấy, phải máu đấy bọn nó mới sợ. Tôi nói công bà này bây giờ nhá, cháu Tina Xuân nó về nhà bên đấy nhá, công bà phải mang hết tài sản của nó về cho rộng nhà tôi đấy. Mà con Xuân ấy nhá, nó là người có học nhá, tôi cấm ông bà nhá được động đến cái lông chân lông tay đó. Nhá, cấm nước chửi rủa mắng nó nhá, mà nó mắng ông mày được, con đưa ra tù đoạn luôn nhá. Đứa nào mà động chân động tay đến con gái tôi trói cho bỏ mẹ, đúng đùa rồi. Có cái điều chính thì ông lại quên xử đi nhá. Quên cái gì? Ôi may thế là cháu nó đổi vai chứ không chết dở. Thế bà bảo tôi quên cái gì? Ôi giời ơi nữa, cái câu nó như thế này này. Như nào? Các bác bên họ nhà trai đã đón cháu về làm con dâu rồi thì cấm được trả lại lên sản xuất. Đúng rồi, con gì đó? Đã nói đâu? Cái đấy chưa nói. Cái con mẹ quan trọng nhất thì đánh nói. Quan trọng cái gì thì ta chưa nói, cái nhảy mồm ấy. Cái câu là cấm trả lại lời sản xuất là bọn nhà giai này vỗ tay này này. Đúng rồi. Đã vỗ đâu? Trái với cái gì người ta học rồi. Đây này, bây giờ nói tiếp mày. Đấy, tôi nói công bà này, dù con Xuân nó có hư, có hỏng, nó lão, nó có lếu, nhưng tôi cấm ông bà là trở lại về lời sản xuất. Được rồi. Quên. Tôi nhớ rồi, hàng bà trật tự. Nghĩa là tôi sẽ nhấn mạnh vào cái câu này đi. Cháu Xuân nhà tôi về làm dâu bên gia đình. Đúng rồi. Tuy cháu con lớn mà không có con. Đúng rồi. Nhưng đã giao dâu cho bên gia đình
thì gia đình phải có trách nhiệm. Đúng rồi. Thì kể cả cháu có xấu xa, đúng rồi, đều trả như ta nào tôi nữa, cấm được trả về cho nhà tôi, có đúng không? Đúng rồi, nhưng mày thiếu từ sản xuất. Mày thiếu từ cấm được trả lại nơi sản xuất. Đấy. Nơi sản xuất. Đã là thế là được rồi, đúng không ạ? Không được. Chọn nhân sự như thế này thì chết tôi không? Ok. Hả? Dạ. Ra đây chị Bảo. Dạ. Chị có dỗi cả. Chị ơi. Ôi. Chị ơi. Bà lần sau rút kinh nghiệm nhé. Nghe người ta đang nói cái nhảy mồm. Này. Cái này ngon lắm. Hiếm lắm. Quý lắm. Nhá. Này ăn đi. Đừng có tranh cử. Ăn đi. Cứ ăn đi. Nhá. Đừng cho ai nhá. Rồi xin nhá. Hết lại lấy rồi quần miếng.